giả của BYN. Tên tôi là tiến sĩ Trị Phạm. Thì hôm nay Trị rất là vui mừng mời quý vị đón xem cái chương trình y tế gọi là Y tế với Trị Phạm. Thì hôm nay chị có một người khách mời. Thì để bắt đầu chương trình đó, thì chị mời Vân Anh giới thiệu sơ về cái bản thân mình. Nên Trị có lẽ là dành một vài phút để giới thiệu về mình. Rồi thì mình sẽ đi vào cái chương trình ngày hôm nay, thưa Vân Anh. Dạ vâng, thì chào tiến sĩ Trị. Xin chào quý vị khán thính giả của đài BYN. Vân Anh là hiện tại làm y tá cho bệnh viện ung thư MD Anderson. Trước đây thì Vân cũng làm ở những cái bệnh viện khác như là bệnh viện Methodist, làm về làm ở cái khu gọi là về bị tim hoặc là bị stroke, cũng có làm về tai biến mạch máu não. Thì hôm nay Vân rất là hân hạnh được lên đây để cùng nói chuyện với lại tiến sĩ Trị. Yeah. Cảm ơn Vân Anh. Thì nếu mà quý vị trong cộng đồng có lẽ cũng hơi quen thuộc với Trị, nhưng mà một thời gian dài rồi Trị không có xuất hiện nhiều trên TV. Thì hôm nay là lần đầu tiên trở lại để nói về một cái vấn đề y tế, một cái đề tài y tế. Thì hôm nay đó, cũng cùng trong một cái xu hướng đó, thì Trị nhờ Vân Anh nói cho cộng đồng, nói cho quý vị khán giả hiểu biết thêm sơ sơ về cái vấn đề gọi là stroke hay là tai biến mạch máu não. Thì để mà mở đầu chương trình đó, thì Trị có thể giới thiệu sơ sơ cho quý vị biết về cái vấn đề tai biến mạch máu não. Thì quý vị biết rồi, tai biến mạch não tiếng Việt mình gọi là tiếng Anh nó gọi là stroke. Thì cái đó là một cái hiện tượng nó xảy ra khi mà máu nó dẫn lên não nó bị cắt đứt. Có thể là có hai cái nguyên nhân chính mà có thể gây ra stroke. Cái nguyên nhân đầu tiên á, là mạch máu nó bị bể trong não. Hoặc là cái nguyên nhân thứ nhì á, là mạch máu trong não vì lý do nọ máu nó chảy mà nó đông lại. Thì cái vùng não mà để mà được cung cấp bởi cái mạch máu đó, nó sẽ bị nó thiếu oxygen. Nếu mà mình không có chữa trị kịp thời thì cái vùng não đó có thể là bị chết. Thành ra nó gây ra những cái triệu chứng về stroke hay là tai biến mạch não. Thì cái đó là nguyên nhân sơ sơ. Bây giờ Trị nhờ Vân Anh giới thiệu cho quý vị biết thêm là những cái yếu tố nào mà làm cho một người có khả năng bị stroke hơn là những người khác, hay là bị tai biến mạch não nhiều hơn người khác. Rồi bên cạnh đó thì Trị cũng nhờ Vân Anh đi thêm vào là những cái triệu chứng nào mà quý vị nếu mà coi truyền hình hay là đi ở ngoài mà với bạn bè này kia nọ mà mình thấy những cái dấu hiệu đó, những cái triệu chứng đó là mình phải quan tâm liền, có thể là phải gọi 911 liền. Thì Vân Anh có thể một lần nữa cho quý vị khán giả biết là những cái risk factor, tức là những cái nguyên tố nào mà làm cho một người có thể bị stroke nhiều hơn là người khác. Dạ vâng. Thì cảm ơn tiến sĩ Trị. Thì những cái yếu tố mà để dẫn đến mình có thể bị tai biến mạch máu não đó, cái yếu tố đầu tiên là bị cao huyết áp. Khi mình cao huyết áp mà mình để lâu quá, mình không có giữ cho nó ở cái mức mà gọi là tốt đó, thì mình để lâu quá thì tại vì cao huyết áp nó sẽ làm cho những cái mạch máu của mình, những cái bức tường thành xung quanh cái mạch máu nó bị ảnh hưởng, là nó bị hoặc là nó mềm quá, hoặc là nó bị cứng quá, hoặc là nó sẽ bị nhỏ lại. Thì nó sẽ dẫn đến, tại khi mình nói về tai biến mạch máu não, mình như tiến sĩ Trị đã nói là tại vì nó không đẩy đủ máu lên khắp tất cả những cái tế bào trên não của mình, thì nó sẽ bị ảnh hưởng. Thì thứ nhất là cao huyết áp. Cái thứ hai nữa là bị tiểu đường. Tiểu đường cũng vậy, bệnh tiểu đường là như thế nào, là tại vì cái lượng đường ở trong máu của mình nó cao quá, thì nó cũng dẫn đến cái vấn đề là mình nó ảnh hưởng cái mạch máu của mình, nó dễ làm cho những cái phần mỡ, những cái phần nó đóng lại ở bên trong cái mạch máu, thì nó sẽ làm hẹp đi cái mạch máu của mình. Cái thứ ba là một số cái bệnh về tim. Có những cái bệnh về tim hoặc là về máu, nó có những bệnh tim như tim mình đập không có được đều, lúc thì nhanh lúc chậm, hoặc là có những người bệnh gọi là như là AFib hay là A-flutter, tức là tim mình nó cứ đập như vậy mà nó không có đẩy một cái mạnh như là tim bình thường, thì nó sẽ làm cho máu mình nó cứ dồn lại, xong rồi nó dễ làm cho tạo những cái cục đông của máu. Hoặc là khi mình bị những vấn đề về bleeding, tức là máu của mình nó có cái bệnh là nó hay bị hơi đặc hơn bình thường hay là gì đó, thì nó những cái bệnh như vậy về máu hoặc là về tim. Cái yếu tố nữa đó là về hút thuốc lá. Cái yếu tố mà hút thuốc lá với lại mình uống rượu
uống rượu mà uống rượu nhiều, chứ còn mà uống mà lâu lâu xã giao thì cũng không có sao, uống rượu nhiều hoặc là dùng những cái thuốc kích thích thì những cái đó nó làm cho cái mạch máu mình cũng bị ảnh hưởng, nó làm cho cái bức tường thành cái mạch máu mình nó mềm hơn hoặc là cứng hơn, hoặc nó cũng dễ tạo cho những cái cục đông máu nó tạo thành nó, thì nó sẽ chặn cái đường máu nó chạy lên trên não của mình. Cái yếu tố kế tiếp nữa là tuổi tác. Tuổi mình càng lớn thì cái nguy cơ mình có thể bị tai biến mạch não nó cao hơn nhiều. Tại vì khi mình tuổi mình lớn đó thì mình cái đa số là mình càng dễ mình có những cái bệnh khác nữa, rồi những cái cơ thể mình nó không có còn hoạt động như hồi xưa, và mình có thể nói là mình cũng uống thêm nhiều thứ thuốc nữa. Thì đó là cái yếu tố kế tiếp mà Hoàng muốn nói tới, là có những cái thuốc nó cái triệu chứng phụ của nó là làm cho mình có thể bị tăng lên cái nguy cơ bị tăng huyết mạch máu não. Một cái yếu tố khác rất là quan trọng, cũng khá quan trọng là về cái sắc dân của mình. Thì người ta nghiên cứu, người ta nói những sắc dân như là người da đen, hoặc là người da đỏ, hoặc là người mà lúc trước là từ cái vùng Alaska đó, thì cái nguy cơ họ cao hơn là nguy cơ của người châu Á hoặc là của người Mễ chẳng hạn. Dạ, hoặc là Mỹ trắng, dạ vâng. Một cái yếu tố khác nữa là nếu mình có cái di truyền trong gia đình là đã bị về tai biến mạch máu não, hoặc là trước đây mình đã bị tai biến mạch máu não, thì cái nguy cơ của mình cũng rất là cao. Nhất là ngay sau khi mình bị một cái tai biến mạch máu não, dù là nó là TIA, có nghĩa là một cái nhỏ thôi, hoặc là một cái tai biến mạch máu não thật sự, thì cái nguy cơ ngay sau đó càng tăng lên cao thêm. Một cái yếu tố nữa là mình bị, như Văn nói lúc trước đây, là mình có một cái bệnh gì về đó, về máu. Rồi khi mà mình cộng thêm, ở Văn thấy là rất là thú vị là khi mình nói về các bệnh tình đó, thì thường thường không ít có ai mà bệnh một thứ bệnh lắm, đúng không? Tiến sĩ Trị, giống như là không ai mà như bị tim không, thường thường bị tim thì nó lại dính theo mình bị tiểu đường. Thì tiếng Mỹ người ta gọi là comorbidities, tức là mình bị 2-3 thứ bệnh rồi mình phải uống bao nhiêu thứ thuốc, thì khi mà thuốc người ta bao nhiêu thứ trộn lại mình không có cẩn thận thì nó cũng có những cái triệu chứng phụ. Thì một cái nữa, cái mà Văn mới đề cập tới là cái mạch máu của mình nó sẽ bị, nó gọi là aneurysm, tức là mình có được cái mạch máu mình nó tự nó nổi, nó phồng lên, thì máu nó động ở đó thì có thể nó sẽ bị bể ra. Hoặc là nói chung là những cái bệnh mà về cái mạch máu, hoặc là cái bệnh về máu, nếu mà những người có cái đó thì yếu tố nó cao hơn. Một cái yếu tố khác nữa là ăn uống của mình. Ví dụ mình ăn uống những cái nhiều chất mỡ, chất béo, hoặc là khi mình không kiểm soát được cái lượng đường của mình ăn thả dàng, mình không có để ý cái ăn uống của mình, thì cái chất mỡ đó nó sẽ đóng lại trong mạch máu của mình. Thì nó sẽ làm cái, như anh nói, là cái mạch máu mình nó nhỏ đi, thì nó sẽ không có đưa đủ máu lên trên cái não của mình. Thì nói về cái triệu chứng, thì Văn muốn là quý vị, nếu mà quý vị có theo dõi chương trình, quý vị không nhớ được cái gì mà Vân Anh với lại tiến sĩ Trị nói ngày hôm nay, thì chỉ mong là nhớ dùm là cái chữ FAST, tức là nó viết là FAST. Thì bốn cái chữ đó nó có nghĩa cho những cái vấn đề mà sắp nói tới. Chữ thứ nhất là chữ F. F thì có nghĩa là khi mà quý vị để ý thấy bất cứ mình đi đâu, đi chợ, hay là khi mình ở với gia đình của mình, mình để ý thấy cái người đó ha, thì cái triệu chứng đầu tiên là cái F là face. Thì quý vị face là cái mặt đó quý vị. Face, cái mặt của mình. Thì mình nói như bác tiến sĩ Trị có một cái nụ cười rất là đều ha. Cái người mà khi họ có bị stroke đó, cái triệu chứng đầu tiên là khi mà họ cười, cái miệng họ nó méo qua một bên. Dạ, thì mình nhìn cái face của họ, mình kêu họ cười. Mình kêu họ cười cho mình thấy nó bị méo một bên. Mẹ Vân Anh thì tháng 11 năm ngoái cũng có bị tai biến mạch máu não. Thì rõ ràng mình thấy là nó có xảy ra như vậy, là cái khi mình cười đó, nó không có đều, nó méo qua một bên. Cái thứ hai nữa là chữ A là nó đứng cho cái arm, cái cánh tay của mình. A là arm, cánh tay, là mình kêu cái người đó giơ hai tay lên. Nếu mà họ giơ thì khi mà người bị stroke đó, một bên thôi quý vị, nó không có hai bên, nó chỉ một bên thôi. Nó sẽ bị yếu đi, cái người đó không có nhấc tay lên được, tay kia nhấc được mà tay kia nó sẽ bị rớt xuống như vậy.
Cái chữ kế tiếp là chữ S. S là speech, tức là cái nói chuyện của mình. Thì mình nói người đó nói chuyện mình đi, thì cái người đó sẽ nói mà giống như người bị say rượu vậy đó. Nói mà nó cái chữ nó không có rõ. Và chữ cuối là chữ T. T là nó có nghĩa là time. Tức là rất là quan trọng là mình khi mà mình thấy người đó có những cái triệu chứng như vậy, cộng thêm một cái triệu chứng nhỏ quanh để bên lề, đó là cái huyết áp mình nó lên rất là cao. Một cái người mà khi bị stroke đó, huyết áp tăng lên rất là cao, có những người huyết áp lên tới 200 mấy, tức là quý vị nếu mà người nào có đo, quý vị nào có đo huyết áp thì biết huyết áp nó có hai cái số, số ở trên với số ở dưới. Thì cái số ở trên nó lên có thể nhiều khi lên tới 200 mấy, là mình biết là cái nguy cơ người đó đã hoặc là đang bị stroke, là nó đang có tồn tại. Thì time rất là quan trọng. Quý vị thấy những cái đó, quý vị nên đưa người đó vào bệnh viện cấp cứu liền. Không nên chờ, là tại vì tiến sĩ chỉ có thể nói tiếp sau này đó là về cái treatment. Thì Văn biết là treatment đó, mình vào càng sớm, thì mình có trong một cái thời gian nào đó là cái khả năng hồi phục mình nó cao hơn rất là nhiều. Cho nên mình không nên chờ, mình không nên nghĩ ô thôi chắc ổng làm ngoài vườn mệt quá, ổng giơ tay không nổi, hay là ổng uống rượu ổng nói nhảm, hay là không phải. Quý vị để ý cái người mà họ bị stroke nó khác, nó không có giống như người bị say rượu hoặc là bị mệt gì quá, nó rất là khác. Cho nên quý vị nên nhớ cái chữ fast là FAST như vậy, là cho cái mặt, cái nụ cười, cái cánh tay của mình, cái đối thoại của mình và cái thời gian rất là quan trọng. Cảm ơn Văn Anh. Thì cái thời gian cho cái chương trình hay cái phần 1 của mình thì gần hết rồi. Thành ra để mà khi mà bước vào phần 2 đó, thì có lẽ là chị sẽ đi thêm vào cái vấn đề là cái thời gian nó quan trọng như thế nào khi mà nó đưa vào cái việc chữa trị cho một người mà bị stroke hay là tai biến mạch máu não. Thưa cảm ơn quý vị thì đã theo dõi chương trình phần 1. Thì sẽ hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phần 2 để mà Văn Anh và chị sẽ đề cập thêm, đi theo cái chi tiết, đi sâu vào cái chi tiết về vấn đề tai biến mạch máu. Thưa quý vị.